Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng bà bếp nha. Hôm nay Weekend Food sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn, vài món ăn nữa mà gọi là một món nguyên liệu. Đó là nguyên liệu khá phổ biến là món mì, trứng, mì sợi các bạn nha. Mà nguyên liệu này mình sẽ làm với 6 loại rau củ quả khác nhau các bạn. Sẽ ra 6 màu khác nhau rất là đẹp các bạn cả nhà nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, xanh đỏ tí vàng. Đó, đủ màu luôn cả nhà ơi, rất là đẹp mắt nha, mà đặc biệt là 100% từ rau củ quả các bạn nha. Rồi chúng ta bắt đầu làm nào. Đầu tiên thì mình sẽ ra ngoài nhà mình kiếm lá cẩm hoặc hoa đậu biếc để mình đúc vài lá, hái vài bông về để nấu nước tạo màu cho các bạn nha. Đó. Ok, và nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau, đó là chúng ta sẽ có lá cẩm, đó là mình mới hái các bạn nha. Đó, cho ta màu tím nha, rất là đẹp mắt. Cùng với đậu biếc nè, đó mình cũng mới hái luôn, đó là màu đậu biếc, màu xanh biếc rất là đẹp. Và ra sẽ có củ nghệ để tạo màu vàng các bạn nha, củ dền màu đỏ, cùng cà đốt màu cam và lá dừa cuối cùng là màu xanh cả nhà nha, rất là tự nhiên luôn. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu nấu nước với lá cẩm trước các bạn nha. Mình sẽ cho khoảng tầm 50 tới 100 ml nước các bạn nha. Mình sẽ nấu từ lửa nước bình thường, nước mát các bạn, tới khi mình nước nóng luôn. Mình sẽ đáp lại nấu khoảng tầm 3 5 phút. Mình mới hãm vậy các bạn, mình hãm trà đó, mình hãm cho ra nước đó, rất là đẹp màu các bạn nha. Tím niệm tìm sim các bạn ơi. Rồi xong rồi mình sẽ lấy phần nước thôi, nước cốt thôi. Tương tự mình sẽ nấu đậu biếc với củ dền vậy luôn nha. Còn cà rốt, nghệ với lá dứa mình sẽ xay các bạn, mình cũng vẫn nấu luôn. Sau đó mình sẽ xay các bạn nha. Rất là tốt, sức khỏe nha các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ nấu đậu biếc thôi. Mình sẽ cũng cho đậu biếc vào nồi nước mát, nước lạnh luôn. Rồi mình sẽ nấu từ nước mát, nước lạnh thành nước nóng mình nha. Sau đó mình sẽ hãm trà lại, kiểu hãm trà khoảng 2-3 phút nữa là chúng ta sẽ có màu đậu biếc cực kỳ đẹp. Màu hoa đậu biếc màu xanh các bạn, nó đẹp mắt thấy không, tuyệt vời cả nhà nha. Ok, và tương tự mình sẽ cũng nấu củ dền luôn. Củ dền thì các bạn có thể nấu mình lấy cái nước liền, còn không các bạn cũng có thể xay các bạn nha. Xay sẽ mang cái loại tầm hơn tí xíu, còn không các bạn cũng nấu nước cũng hãm thì nó cũng ra cái màu đúng là đẹp các bạn nha. Nhưng mà mình lưu ý một điều là củ dền nó sẽ chịu nhiệt không có tốt bằng những cái loại rau củ khác các bạn nha. Nó sẽ cầm nhiệt nóng quá nó sẽ làm mất màu đỏ các bạn nha, các bạn lưu ý nha. Còn tự nhiên các bạn thì nó sẽ có nhược điểm gì đó. Bạn thấy màu đỏ đẹp không? Đó, tường đó, rất là đẹp luôn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu nấu lá dứa các bạn nha. Lá dứa mình đã cắt nhỏ rồi, mình cũng vậy, cũng nấu từ nước nguội luôn. Nấu khi nó sôi lại, sau đó mình sẽ lấy cái phần lá dứa ra và mình sẽ bắt đầu mình xay chung với cái nước luôn các bạn nha. Thì lá dứa này mình sẽ thứ nhất là mình nấu nó sôi, là thứ nhất là mình trụng cho nó sôi ăn bạn sức khỏe, thứ hai là mình nấu vậy thì nó sẽ ra cái mùi thơm các bạn và sẽ ra màu rất là đẹp các bạn nha. Đó, mà không đuôi về luôn các bạn nha. Ok, và tiếp theo mình cũng sẽ nấu cà rốt và nấu nghệ luôn. Sau đó mình sẽ xay một lúc ba loại các bạn nha. Mình sẽ nấu sôi hết ba loại này, sau đó mình xay một lần luôn. Với các bạn nấu cà rốt thì nó mềm, ra thứ hai mình xay thế dễ hơn các bạn nha. Thứ ba nó sẽ màu in đậm hơn, nó rất là nhiều công dụng các bạn nấu nha. Chưa kể diệt khuẩn nữa các bạn, đó, thấy không? Rất là tốt nha.
Ok, tiếp theo mình sẽ bắt đầu xay ba loại lá dứa, cà rốt và nghệ bạn nha. Đó, lá dứa mình sẽ cho lá dứa vào, mình sẽ cho thêm chút nước vào bạn nha. Rồi xay lấy nước cốt bạn, tất cả đều lọc vào đây các bạn, lấy nước cốt nha các bạn nha. Ok, và mình sẽ cho chút nước cùng với lá dứa rồi mình xay các bạn nha. Và mình sẽ xay, sau đó mình sẽ lọc vào đây các bạn nha. Đó, bạn nào muốn mà nó ra được nhiều chất á thì có thể mình sẽ chia thành 2-3 đợt. Lá dứa mình sẽ tăng cái khối lượng lên theo số lượng 50g, mình sẽ tăng lên 100g. Các bạn xay đợt đầu tiên là 50g, sau đó các bạn lấy cái nước này nè, bạn xay lần thứ hai với cái 50g còn lại, bạn sẽ đậm đà hơn các bạn nha. À, còn bạn nào muốn đậm hơn nữa thì phải dùng phẩm màu rồi. Còn nếu không màu tự nhiên nó sẽ không đậm các bạn nha, lưu ý nha. Ok, đối với cà rốt cũng tương tự các bạn nha, cũng xay và mình lọc vào nước luôn các bạn. Nghệ cũng vậy nha các bạn nha. Và mình lưu ý là mình sẽ xay nghệ cuối cùng, tại vì cái nghệ mà bám rất là chắc vô cái máy sinh tố nữa, các bạn lưu ý nha, nghệ mình nên xay sau cùng các bạn nha. Đó, nó sẽ bám màu rất là mạnh luôn á. Ok các bạn ơi, xem nào là không nào, chúng ta có 6 màu tự nhiên rất là tuyệt vời, 100% từ rau củ quả các bạn nha. Như chúng ta sẽ có như nè, màu là màu tím nè, của lá cẩm nè, màu xanh lá dứa nè, rồi màu vàng của củ nghệ nè, cùng với màu cam cà rốt nè. Ngoài ra chúng ta sẽ có là màu đỏ củ dền nè, và màu xanh đẹp mắt đậu biết nè, thấy không các bạn ha, nó rất là đẹp luôn nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trộn bột và làm mì các bạn nha. Nguyên liệu chúng ta đã có rồi. Ok, nguyên liệu chúng ta sẽ có là 300g bột mì, tương ứng sẽ là mỗi màu sẽ là 50g các bạn nha. Đó, và nó sẽ có 2 quả trứng nữa để mình sẽ trộn chung các bạn nha, tạo độ béo. Đó, và đây bạn nào muốn thêm một chút gì đó, bạn hãy thêm chút muối nha tại các bạn nha. Đó, mỗi màu hay như là sẽ có là 50g. Ví dụ mình sẽ dùng 50g bột mì thì nước các bạn mình sẽ cho khoảng tầm 20 đến 25 lít nước nha. Tùy các bạn, tùy loại mì bột mì nữa. Đó, nên các bạn cứ cho bột mì vào trước, sau đó mình sẽ cho từng muỗng nước vào để mình canh các bạn nha. Đó. Ok, bây giờ bạn sẽ bắt đầu mình trộn là bột để làm mì các bạn nha. Ok, đầu tiên mình sẽ đập 2 quả trứng ra, mình sẽ khuấy đều các bạn nha. Lát sau mình sẽ cho vào trứng vào cùng với hỗn hợp nước màu và bột các bạn nha, để mình trộn luôn. Đó. Ok, bây giờ bắt đầu mình trộn bột nha. Đó, mình sẽ múc 50g bột mì ra trước. Đó, mình sẽ cho vào cái khay. Thì mỗi muỗng này tương đương là khoảng tầm 15g các bạn nha. Đó, các bạn múc khoảng tầm 3 muỗng là đủ rồi. Đó, sau đó mình sẽ bắt đầu mình sẽ cho cái phần nước và trứng vào các bạn nha. Thì mình có thể cho 2 muỗng nước, một muỗng trứng vào, mình sẽ coi thử cái độ nó khô hay là nó ướt nha, để mình canh các bạn. Đó. Nếu mà nó ướt quá các bạn phải buộc phải cho thêm bột nha, còn nước khô thì các bạn cứ cho nước vào từ từ thôi, đừng cho nhiều quá. Rồi mình sẽ cho hỗn hợp đầu tiên là sẽ là nước
xanh, màu xanh lá dứa bạn nha. Đó, mình sẽ cho hai muỗng vào trước, sau đó mình dùng muỗng hay dùng phới bạn, mình đảo đều cho nó mập, nó nguyện với nước và trứng bạn nha. Đó, đảo khi nào mà thấy nó vẫn còn khô á thì mình sẽ cho thêm nước vào, còn nếu mà đủ độ dẻo, độ dai lắm rồi mình sẽ nhào bột các bạn nha. Đó, như vậy khô quá mình sẽ cho thêm chút xíu nước vào các bạn nha. Ok, sau khi mình đã đảo đều bằng muỗng thì mình đã cảm giác như là bột đã với nước đã ổn các bạn, tức là nó đã đủ độ mịn, độ dẻo để các bạn nặng nhào đó, nhào bột rồi đó. Đó, các bạn dùng tay đúng không? Các bạn có thể nhào, đó, bóp nặng bột cho các bạn, cho nó thành một khối các bạn nha. Đó. Vì số lượng bột ít quá nên mình sẽ nhào nặng bột trên cái thay nóc luôn, còn nếu bạn nào mà nhiều á thì nên nhào nặng trên cái miếng silicone sẽ tiện hơn các bạn nha. Ok, và miếng bột đó định hình rồi các bạn, nó bắt đầu vo tròn rồi, thấy không, bắt đầu nó đã thành một khối rồi các bạn ơi. Đó, các bạn nhớ nha, mình phải nặng với nhào liên tục cho nó tạo cái độ đàn hồi đó, thì lúc mình cắt sợi nó sẽ không bị gãy thôi nha, nó sẽ thành một khối liền nhau luôn, ăn sẽ ngon hơn các bạn nha. Ok, tương tự với những màu khác đó, mình cũng sẽ sử dụng 3 muỗng bột đó, và 2 muỗng nước và 1 muỗng trứng các bạn nha. Đó, ví dụ vậy đó, rồi mình cứ thế mình canh bột nó khô hay là nó nướng nó dẻo hay là nó thì nước mình sẽ cho vào nha bạn, các bạn cho ít cũng được nha, để mình tự mình canh đó. Rồi mình cũng lấy muỗng lấy vá mình cứ đảo lên là thôi đó, nó là tiện mà gọn luôn. Rồi, bột bây giờ đã định hình rồi các bạn, bây giờ các bạn cứ nhào thôi. Còn cái các bạn muốn nặng thì các bạn cứ gấp lại như mình làm đó, cứ ép rồi gấp lại, ép rồi gấp lại. Để khi nào mà nó thành một cái khối mà dẻo mịn đúng các bạn, nó không còn những lần cợn trắng trắng hay là nó khô bên ngoài, nó phải mịn bên ngoài các bạn nha. Đó, phải màu nó đồng nhất các bạn là ok đó. Đó, các bạn cứ em bóp xong rồi mình nặng, mình gấp lại đó vậy thôi. Ok, và cuối cùng chúng ta đã có 6 màu hoàn chỉnh, các bạn thấy đẹp không? Đó. Màu xanh đậu biếc nè, màu cam cà rốt nè, đó. Đó. Màu tím lá cẩm hay là màu xanh lá dứa, cây lá dứa nè, không? Đó. Là màu củ dền, màu đỏ, rồi màu nghệ, màu vàng, đó. Rất đẹp mắt các bạn thấy không? Màu vàng được rõ luôn các bạn, rất đẹp màu nha. Chúng ta bắt đầu ép bột, cán bột để mình tạo hình các bạn nha. Thì các bạn có thể dùng ly hoặc là dùng cái đồ cán, mình cán cho nó càng mỏng càng tốt. Sau đó mình dùng thước hoặc là dùng dao, mình cắt thành từng miếng thôi là xong. Nếu bạn nào có máy nữa thì càng tốt, máy thì nó sẽ dễ hơn các bạn nha, sẽ ép mỏng hơn và sẽ cắt đẹp và đều hơn các bạn nha.
Nếu mình mà có máy thì cứ đầu tư cái máy này thì cũng giá cũng không có mắc nữa các bạn, là 100.000 à. Thì nó sẽ có ba chức năng là cán bộ các bạn, ép bộ hình hình một lớp đó, rất là mỏng luôn. Sau đó thì mình sẽ đưa qua hai ca các hình hình mà giống như là hình mì với sợi mì với to các bạn đó, hoặc là sợi mì mỏng đó, có hai loại đúng không, có được như là máy có thể cắt hình 3-4 loại sợi luôn các bạn đó, rất là tiện các bạn không. Khi mình xoay mình nâng kích độ từ 1-7 lên đó, nó sẽ mỏng từ từ sau đó mình cắt thôi, rất là tiện các bạn nha. Nếu mình làm chưa làm mì thì nên đầu tư một cái máy như vậy các bạn, rất là tốt luôn. Ok, và đây là thành quả này cả nhà. Đó, bạn nhìn đẹp không? Đó, từng lớp màu xanh lá dứa, màu xanh biếc, đậu hoa đậu biếc các bạn, ở màu vàng ngà, cam cà rốt, tím lá cẩm, đỏ cu dơ, nó rất là đẹp các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ trụng nước sôi để mình thưởng thức thôi cả nhà ơi. Rồi mình sẽ chuẩn bị một nồi nước sôi. Rồi trước khi trụng mì mình sẽ cho một tí xíu dầu ăn vào các bạn nha. À, dầu ăn sẽ làm cho mì sẽ mì nó ngon hơn các bạn nha. Thứ hai là nó sẽ không làm sẽ mì dính vào nhau các bạn. À, đây là một cách học hỏi từ món mì spaghetti của Ý, nó cũng dùng dầu oliu các bạn. Đó, rất là hay nha. Bây giờ mình sẽ cho mì vào, mình bắt đầu mình trụng thôi các bạn nha. Thì khi nào mình dùng đũa mình gấp sợi mì lên mà thấy nó song song á, đó là nó chín thôi các bạn, giống kiểu mì kiểu như mì của Ý các bạn ha, đó, mà thường mì để chín lại thôi các bạn nha. Okay, sau gần 1 phút thì mì chín rồi các bạn nhớ lấy ra liền nha, thường khoảng 30-40 giây mì đã bắt đầu nó chín rồi đó. À, đối với những sợi mì như mầm của giờ mà cà rốt á, mì nó sẽ gặp nhiệt nóng nó sẽ mất màu các bạn nha, lưu ý nha, nên chín là phải gấp liền các bạn nha. Gấp và mình sẽ cho vào cái thảo lạnh thì các bạn để sốc nhiệt các bạn, sợi mì sẽ dai và ngon hơn các bạn nha. À, tương tự với cái mì còn lại, mì trứng, mì nghệ các bạn, nghệ mình cũng cho vào luôn. Rồi mình đợi khoảng tầm 30-40 giây thì mình kiểm tra. Đó, mì chín thì mình gấp và bỏ qua nồi thao nước lạnh liền các bạn nha, để sốc nhiệt mì sẽ ngon hơn các bạn nha. Ok, và cùng đây là thành quả nè các nhà ơi, chúng ta đã có những sợi mì vô cùng đẹp mắt. À, mình đã nấu chín nữa các bạn, giờ chỉ là sử dụng thôi các bạn nha, rất là ngon, rất là đẹp mắt cả nhà ơi, đủ luôn, full color luôn các bạn. À, xanh đỏ tí vàng. À, vô cùng đẹp mắt nha các bạn, ăn món này với hoành thánh, sủi cảo, hủ tiếu nam vang, mì bịt quay bịt tìm đều rất ngon cả nhà nha, và đặc biệt là đều là 100% tự nhiên từ rau củ, rất tốt cho sức khỏe, nhất là anh là có trẻ em con nít ăn rất là tốt luôn nha. Rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món ăn này nha, hẹn gặp cả nhà ở những clip sau, bye bye.